Hello mọi người, có ai đang nuôi cún mà bé nhà mình quá kén ăn hay không ạ? Nếu có thì các bạn hãy xem hết clip này để tham khảo loại thức ăn mới ở bên shop bán nha. Đây là hạt cát tần, phù hợp cho tất cả các dòng chó, đặc biệt là cho các bé kén ăn. Hạt cát tần được trộn theo công thức vàng 8-1, 8 phần hạt, đậu, rau củ và 1 phần thịt cáp và phô mai để cân bằng dinh dưỡng cho các bé cún. Ngoài hạt ra, thành phần này có thể xem như là bánh thưởng kết hợp cho bé khi dùng bữa ăn chính. Vì hạt khá nhỏ nên các bé nhỏ và lớn đều có thể sử dụng được. Với các thành phần như bò, tăng sức đề kháng giúp các bé cún có cơ thể khỏe mạnh hơn, và phô mai làm đẹp da và lông giúp bộ lông mềm mượt, còn cá hồi giúp cún tiêu hóa tốt hơn, ăn ngon miệng hơn. Đặc biệt, dòng hạt cát tần này không chứa chất bảo quản mà còn kết hợp với các nguyên liệu tươi và sạch, từ đó giải quyết được tình trạng biếng ăn. Bên shop sẽ có túi chiết nửa ký để mọi người có thể mua thử về nhà cho các bé ăn nha. Ngoài ra shop cũng có loại mix thêm topping thịt gà viên sấy khô để các bé có thêm nhiều chất dinh dưỡng và ăn ngon miệng hơn. Mấy bé ở shop mình thích ăn loại hạt này lắm nha. Đó các bạn xem nè, bé ăn rất là ngon luôn. Bạn nào đang có bé bị kén ăn có thể mua túi ship nửa ký về cho các bé ăn thử nha. Đảm bảo không làm các bạn thất vọng đâu. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn các bạn ở những video lần sau.